xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua sau đây là nội dung chi tiết cạn nguồn lực để đánh lớn Ukraina cầu viện phương Tây nga trước cơ hội lật kèo các chỉ huy và binh sĩ Ukraine ngày càng lo lắng về việc nước này cạn kiệt nguồn lực nhanh hơn nga trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần Ukraine đã hối thúc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự. Những nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ quân sự để xoay chuyển cục diện cuộc xung đột với Nga theo hướng có lợi cho Kiev sẽ phải đối mặt với thời khắc quan trọng vào cuối tuần tới khi các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia nhóm họp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trước cuộc bầu cử Mỹ. Ukraine cầu viện phương Tây tổng thống ukraine cho biết kiev mong đợi những hành động cụ thể từ các đối tác tại cuộc họp lần này được biết mỹ và các nước phương tây nhóm họp gần như hàng tháng để thảo luận và thống nhất về việc hỗ trợ cho ukraine trong số những vấn đề được xem xét có vấn đề dỡ bỏ hạn chế đối với ukraine trong việc sử dụng tên lửa và các loại vũ khí khác do phương tây cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nga đến thời điểm hiện tại đây vẫn là một danh giới đỏ mà mỹ và các đối tác không muốn vượt qua vì lo ngại xung đột leo thang bị áp đảo về quân số và vũ khí trên chiến trường, Ukraine hy vọng phương Tây sẽ dỡ bỏ lệnh cấm để họ có một quân bài quan trọng nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutty tại Kiev, ông Zelensky nói: "Ukraine cần củng cố vị thế của mình ở tuyến đầu để chúng ta có thể gia tăng áp lực lên. Đây là lý do tại sao chúng tôi cần đủ số lượng vũ khí tầm xa với chất lượng cao, điều mà các đối tác của chúng tôi trì hoãn." Trong bối cảnh Ukraine hối thúc Mỹ và châu Âu tăng cường viện trợ, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang dần cạn kiệt kho vũ khí lớn có từ thời Liên Xô. Các nhà phân tích phương Tây dự đoán rằng Moscow sẽ gặp khó khăn khi muốn tiến hành thêm các hoạt động tấn công gây thiệt hại lớn cho Kiev vào nửa cuối năm 2025. Các chuyên gia cho rằng Nga đã phải triển khai những loại vũ khí cũ hơn, có tuổi đời lâu hơn ra tiền tuyến, một dấu hiệu cho thấy họ có thể đang tiến gần hơn đến đáy của kho dự trữ. Nhưng hiện tại, thời gian vẫn đứng về phía Nga. Đánh vào trái tim của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga Ông Dimitro Zamelo, người đầu sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, có trụ sở tại Kiev, cho rằng Ukraine khó có khả năng đạt được thế cân bằng với Nga về mặt nhân lực do đó chiến lược hiện hành của Kiev là phá vỡ các hậu cần của đối phương và đánh vào trái tim của tổ hợp công nghiệp quân sự ở phía sau. Trong khi Ukraine tiếp tục kiểm soát một phần khu vực Cúc, miền tây Nga, sau cuộc tấn công bất ngờ diễn ra cách đây gần 2 tháng, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công mạnh mẽ vào khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine, chiếm được thị trấn chiến lược Ulyda vào tuần trước. Theo Smilor, Ukraine cần dựa vào chiến thuật phi tiêu chuẩn, trong đó có các cuộc tấn công tầm xa để giành lợi thế trước Nga trên chiến trường. Zamaylo cho biết Kiev đã sử dụng vũ khí phương Tây để tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa tầm xa để đẩy quân đội Nga ra khỏi một số khu vực của Kherson và Kharkov. Trước đó, Kiev đã phá hủy các nhà kho và tuyến đường hậu cần của Nga suốt nhiều tháng trong cuộc phản công vào mùa thu năm 2022. Hiện tại, Ukraine đang triển khai máy bay không người lái tầm xa tự chế do tự phát triển để tấn công các mục tiêu xa tới hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga. Vào tháng 9, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công kho vũ khí Tirokhets ở Krasnodar Krai, phía tây nam Nga. Đây là một trong ba kho đạn dược lớn nhất đóng vai trò quan trọng đối với huyết mạch hậu cần của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các cuộc tấn công nêu trên gần như chắc chắn đã gây ra sự gián đoạn trong thời gian ngắn đối với nguồn cung cấp đạn dược hạng nhẹ và pháo binh của Nga những nguồn lực này rất quan trọng trong một cuộc chiến tiêu hao khi các bên chủ yếu sử dụng hỏa lực để tấn công ồ ạt. Ông George Hady thuộc quỹ bảo vệ dân chủ FDD có trụ sở tại Washington dự đoán Nga sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí đạn dược vào cuối năm 2025 và đặc biệt là vào năm 2026 trong trường hợp xung đột kéo dài. Nhưng ông cho rằng Nga sẽ duy trì tốc độ tấn công hiện tại ít nhất là cho đến hết mùa thu năm nay. Theo các chỉ huy Ukraine, Nga đã chuyển từ việc triển khai các đơn vị lớn sang các nhóm tấn công nhỏ để giảm bớt thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị. Ông Hadi cho rằng việc phối hợp các cuộc tấn công ở cấp độ cao hơn với quân số khoảng 100 người vẫn là thách thức đối với cả hai bên. Thời gian vẫn đứng về phía Nga. Khi quân đội Ukraine đang gồng mình để giữ vững tiền tuyến ở Donbass, ẩn số lớn nhất ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến là mức độ viện trợ quân sự của phương Tây trong tương lai. Ông Jakub Zanowski, nhà phân tích quân sự cho trang web giám sát tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan, lưu ý. Câu hỏi đặt ra là liệu nước ủng hộ Ukraine có cung cấp đầy đủ cho Kiev để họ có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến hoặc là buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán và nhất trí với những điều khoản có lợi cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch chiến thắng của ông có thể giúp lực lượng của nước này tiếp tục chiến đấu nhưng không thể giải phóng khoảng 20% lãnh thổ do Nga kiểm soát. Giới chuyên gia nhận định Quyết định liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Cả hai ứng cử viên tổng thống đều vẫn còn mơ hồ về chính sách của họ đối với Ukraine. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thậm chí còn tỏ ra hoài nghi về sự hỗ trợ mà Mỹ dành cho Ukraine. Các chỉ huy và binh sĩ Ukraine ngày càng lo lắng về việc nước này cạn kiệt nguồn lực nhanh hơn Nga. Tổng thống Zelensky thừa nhận nước này không nhận đủ viện trợ quân sự của phương Tây để trang bị cho 4 trong số 14 lữ đoàn mới của Ukraine. Koras Moziska, giám đốc của công ty tư vấn Rokshan Consuling có trụ sở tại Ba Lan cho rằng hiện tại thời gian đang ở phía Nga khi nói đến tiềm năng huy động, nhân lực và năng lực sản xuất. Một số nhà quan sát cho rằng với tiềm lực to lớn như vậy, Nga có thể nhân cơ hội Ukraine đang lâm vào tình thế khó khăn để giành thêm nhiều vùng lãnh thổ hơn nữa không thể được dự đoán một cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào vì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chiến trường ở giai đoạn hiện tại có cả những yếu tố có thể định lượng được và có cả những yếu tố không thể định lượng được chẳng hạn như là chất lượng chỉ huy và kiểm soát ông Konrad muziska lưu ý các chuyên gia cho biết các nguồn lực cơ bản từ đạn dược đến xe bọc thép và pháo binh đóng vai trò rất quan trọng để giữ vững tiền tuyến họ nhấn mạnh rằng chỉ riêng các cuộc tấn công tầm xa sẽ không thay đổi được cuộc chơi nếu quân đội ukraine thiếu các yếu tố thiết yếu trên chiến trường hiện tại phần lớn các vấn đề phát sinh từ việc thiếu người thiếu vật liệu cơ bản xe cộ đạn dược thậm chí là thiếu thiết bị y tế tất cả những nguồn lực cơ bản này đều bị cạn kiệt trong một cuộc chiến tiêu hào ông moziska nói Tuy nhiên, nhà phân tích Janowski cho rằng, bất kể Nga có thêm bao nhiêu nhân lực và hỏa lực trên chiến trường thì lợi thế của họ cũng không mang tính quyết định. Nếu trong tương lai phương Tây quyết định tăng viện trợ cho Ukraine, có thể nói là gấp đôi thì đó sẽ là một vấn đề rất lớn đối với Nga. Ukraine chiếm ưu thế trong cuộc đua UAV với Nga. Theo các chuyên gia, nỗ lực phát triển lĩnh vực máy bay không người lái UAV không những giúp Ukraine chiếm ưu thế trước Nga trong cuộc đua này mà còn giúp Kiev giảm phụ thuộc vào vũ khí phương Tây uav đã thống trị chiến trường ở ukraine được cả hai bên sử dụng cho mục đích chiến đấu và thu thập thông tin tình báo mặc dù ngày càng có nhiều uav quân sự truyền thống đang hoạt động máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv đã trở nên đặc biệt nổi bật và được chứng minh là phương pháp rẻ tiền và hiệu quả để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào đối phương Tầm quan trọng ngày càng lớn của UAV trong cuộc xung đột hơn 2 năm qua đã thúc đẩy Ukraina và Nga tăng cường nỗ lực trong nước để sản xuất các hệ thống không người lái, khởi động một cuộc chạy đua vượt trội về khả năng sản xuất. Kiev dường như đang chiếm ưu thế, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong tuần này cho biết, các công ty quốc phòng của Ukraina hiện có thể sản xuất 4 triệu UAV một năm. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước cho biết Moscow có ý định tăng cường sản xuất UAV gấp 10 lần lên khoảng 1,4 triệu chiếc mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với nước láng giềng. Ukraine đã đặt ra các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng, nhất là với FPV. Kiev cũng xây dựng một kho vũ khí gồm các xuồng không người lái được sử dụng để tấn công hạm đội biển đen của Nga và các UAV tấn công tầm xa dùng để tập kích các cơ sở quân sự và năng lượng quan trọng sâu bên trong nước Nga sản lượng uav của ukraine ngày càng tăng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng quy mô cơ sở công nghiệp quốc phòng kiev từ chỗ gần như không sản xuất vũ khí trước xung đột đã chuyển sang sản xuất đạn dược mới với tốc độ cực nhanh nhiều năm trước ngành công nghiệp quốc phòng ukraine có vẻ như bất lực thì ngày nay đây là ngành đang trên đà dẫn đầu ít nhất là ở châu âu tổng thống zelensky nói các nhà phân tích xung đột tại viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại washington trong tuần này nhận định những nỗ lực không ngừng của Kiev nhằm phát triển sản xuất quân sự trong nước cuối cùng sẽ cho phép nước này giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh Kiev vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể của phương Tây trong vài năm tới để đối phó Nga và giành lại các vùng lãnh thổ quan trọng đang bị Nga kiểm soát. Các nước phương Tây đã cung cấp hơn 100 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và an ninh cho Ukraine. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất với tổng hỗ trợ an ninh trị giá gần 60 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Đến nay, các nước này vẫn chưa đáp ứng đề nghị của Kiev về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.